Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với nồng xe hơi. Nhiều bác hỏi thì Phó Bắc Ninh có thứ thì xem xe nói chuyện ở đâu thì đây hôm nay em quay cho các bạn luôn là đây chỉ là một văn phòng để bán hàng thôi, chúng ta nói chuyện và làm hồ sơ. Cụ thể thì nó ở chân tòa nhà Căn Nguyên nhé, đường Lê Thái Tổ, trục dọc rất nhiều hãng xe ô tô ở Bắc Ninh. Rồi, video này thì mình xem lại qua con Ranger XLS AT phiên bản số động một cầu, với cái màu đen này thì chắc chắn rồi, đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Sẵn tiện đây thì cũng đã làm khá phụ kiện rồi, thì em quay cho quý anh chị xem luôn là bình thường chúng ta sẽ lấy những cái phụ kiện gì, giá cả các thứ như nào. Thì thời điểm này xe nhập khẩu khá là ít, thứ nhất nên là cái khuyến mại gần như là sẽ không có cho cái đầu xe nhập khẩu màu đen hoặc màu nâu vàng như này. Với những cái xe lắp ráp trong nước các màu khác thì chương trình khuyến mại hôm nay cũng đã vừa co rồi. Vào khoảng 2-3 hôm trước thì chúng ta được khuyến mại đâu đó vào khoảng 30 đến 35 triệu đồng. Tuy nhiên thì thời điểm này chúng ta chỉ dao động vào khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng. Có thể tặng kèm thêm gói phụ kiện như là kính sàn cam hoặc chúng ta quy đổi sang lót thùng cao su. Rồi, đấy là phiên bản số tự động, còn số sàn thì chương trình ưu đãi khuyến mại cũng có thể là du di hơn một chút, khi mà thường thì số sàn cái lượng xe bán không quá nhiều. Rồi, chiếc xe nhập khẩu này, đóng cửa này, chắc vô cùng. Với cái xe lắp ráp thì thật sự là nhiều khách hàng cũng phản ánh là chất lượng xe rất là ok và cũng chưa có lỗi gì phát sinh ở trên cái mẫu xe này cả, và rất nhiều khách hàng cũng đã thoải mái hơn, không quá khắt khe giữa cái đầu xe lắp ráp hay là đầu xe nhập khẩu. Mình có thể yên tâm khi mà chọn những màu xe ưng ý mà vẫn đảm bảo về chất lượng nhé. Chiếc xe này thì đã được làm cơ bản như là dàn kính, trải sàn, camera hành trình. Ngoài ra thì bên em cũng đã trang bị thêm nắp thùng. Đây là nắp thùng thấp và là nắp thùng cơ bản của cái đầu Ford Ranger hiện nay. Đó, all new này. Giá dao động thì cũng rất nhiều loại và cũng rất nhiều chất lượng, dao động từ khoảng 15 đến 25 triệu đồng. Thường thì trong hãng sẽ dao động vào khoảng từ 26 đến khoảng 30 triệu đồng. Nhưng mà đấy là mức giá trong hãng thôi nhá. Cho nên chúng ta đảm bảo về chất lượng cũng như là bảo hành bảo dưỡng của xe. Rồi, phiên bản số tự động. Lăn bánh thì hiện nay với cái chương trình khuyến mại giảm vào khoảng 20 triệu thì chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó dao động vào khoảng 670 đến 675 triệu đồng. Trả góp tối thiểu thì dao động vào khoảng 180 đến khoảng 250 triệu. Mức vay khoảng 400 đến 450 là mức vay hợp lý và gần như là cũng là mức vay tối đa mà anh chị có thể vay khi mua bán tải. Rồi, đây là sàn da khâu nhá. Chúng ta có một lớp sàn da ở dưới này. Camera hành trình, những cái phụ kiện cơ bản và thường sẽ được tặng kèm trong xe. Với phiên bản này thì chúng ta có trang bị đầy đủ như là cruise control, cân bằng điện tử hay màn hình hiển thị thông tin 8 inch. Cái này thì bây giờ với cái màn này chúng ta có thể đấu trực tiếp cam lùi hiển thị qua màn zin luôn, không cần phải dùng màn hình kẹp gương như thời điểm trước. Đó. Về cơ bản thì đây là một mẫu xe bán rất là chạy và doanh số chủ đạo của dòng Ford Ranger thị trường Việt Nam. Giá xe chương trình khuyến mại thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang đi kèm trên màn hình. Chúng ta nhận được có giá sát nhất tại thời điểm mà theo dõi video. Giá xe có thể lên hoặc xuống theo cái lượng xe mới về và theo từng thời điểm mà quý anh chị theo dõi, nên là rất khó để mà mình có thể cập nhật chuẩn nếu như mà không liên hệ. Đó. Rồi, với những quý anh chị đang ở Bắc Ninh, Bắc Giang mà không muốn vào Hà Nội, không muốn xét nghiệm test nhanh hay hạn chế đi lại, thì mình có thể qua showroom ở Bắc Ninh xem xe trực tiếp cũng như là
tư vấn thêm để bên em hỗ trợ về quy trình trả góp này, tư vấn lựa chọn sản phẩm xe hay báo giá thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua line đính kèm trên màn hình giúp em nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.